Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Và trên tay mình đây đang là hộp của chiếc Realme 9i. Và đây là một chiếc smartphone mới được Realme giới thiệu chính hãng tại thị trường Việt Nam với mức giá rơi vào tầm khoảng là 6,5 triệu đồng. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp cũng như là trên tay nhanh với chiếc Realme 9i này để xem là với tầm giá khoảng 6,5 triệu đồng thì nó có những gì. Và các bạn nhìn thấy đây, Realme 9i năm nay đóng hộp nó khá là khác một chút, đó chính là nó sẽ điểm thêm một vài cái chi tiết màu đen ở phía bên dưới hộp đây. Bình thường thì hộp của những sản phẩm đến từ Realme thì nó vàng hoàn toàn luôn đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành xem bên trong phụ kiện của nó có những gì nhá. Đây, ở phía bên dưới đây nó sẽ có một cái hộp nữa, và cái hộp này thì sẽ đựng cho chúng ta, đó chính là ốp lưng silicone và sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là que chọc sim đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhân vật chính là chiếc Realme 9i, và đây mình đang có trên tay đây là phiên bản màu đen đó. Phía bên dưới phần phụ kiện thì nó sẽ có một củ sạc nhanh, và sản phẩm này thì nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa đó chính là 33W đó. Ok, và đây là một sợi dây cáp EVTyc. Đây là toàn bộ phụ kiện của chiếc Realme 9i, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái sản phẩm này nhé. Quay trở lại với chiếc Realme 9i của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nhận xét một chút về phần thiết kế. Thì về chất liệu hoàn thiện ý, chiếc máy này nó sẽ được hoàn thiện từ chất liệu là khung nhựa này. Mặt lưng sau của nó cũng chỉ được làm từ nhựa, và đây sẽ là nhựa bóng. Nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay ở trên mặt lưng của sản phẩm này, đặc biệt là cái phiên bản màu đen mình đang có trên tay đây. Và với cái phần mặt lưng nhựa thì nó cũng sẽ rất dễ bị xước răm, vậy nên là các bạn sẽ cần phải sử dụng cái ốp lưng đi kèm theo máy. Mặt lưng sau của sản phẩm này thì nó cũng có một cái thiết kế khá là ấn tượng. Theo như Realme thì thiết kế mặt lưng của Realme 9i được lấy cảm hứng từ sự tương tác giữa ánh sáng và lăng kính. Nó bao gồm tối đa 3.000 đường kẻ được gia công chính xác để tạo thành kết cấu lăng kính 3 chiều, hoàn thiện hiệu ứng kết hợp giữa ánh sáng động và bóng tối. Và đây là cái phiên bản màu thạch anh đen. Ngoài ra thì nó có thêm một phiên bản màu xanh nữa với tên gọi là thạch anh xanh. Tiếp theo, ở góc trên bên trái của mặt lưng ấy thì nó sẽ có một cụm 3 camera. Về thông số kỹ thuật ý, thì ống kính chính của nó sẽ có độ phân giải là 50MP, khẩu độ là f/1.8, hỗ trợ lấy nét theo pha. Ống kính thứ hai là ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP, khẩu độ là f/2.4 và khoảng cách chụp gần nhất là 4cm. Ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh đen trắng cũng có độ phân giải là 2MP, khẩu độ cũng là f/2.4. Ngoài ra thì nó sẽ đi kèm với một cụm đèn flash LED. Và phần mặt lưng sau này cũng như là cụm camera chính ý, nó được thiết kế khá là hài hòa. Phía góc dưới đây thì nó sẽ có logo của Realme. Cảm giác cầm nắm trên tay của chiếc Realme 9i nó khá là thoải mái do phần mặt lưng được bo cong. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình dạng đục lỗ với kích thước đường chéo là 6,6 inch. Và phần đục lỗ này thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16MP. Một vài chi tiết khác về phần thiết kế thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn, và cái phím nguồn này thì sẽ tích hợp luôn chúng ta một cụm cảm biến vân tay một chạm. Tiếp theo, cạnh bên trái thì nó sẽ có một khay SIM. Chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta đó chính là hai SIM và một thẻ nhớ ngoài. Ở phía bên dưới thì nó sẽ có phím tăng giảm lượng. Ở phía dưới cạnh đáy đây thì nó sẽ có cổng sạc EVTyc này, mic đàm thoại, loa ngoài và một cái giắc cắm tai nghe 3,5mm. Phía cạnh bên trên thì nó sẽ chỉ có nhất một cái mic phụ để thu âm mà thôi. Tiếp theo là về phần màn hình thì nó sẽ có kích thước là 6,6 inch như mình đã nói rồi. Về độ phân giải màn hình sẽ là Full HD cộng. Tấm nền được trang bị là tấm nền IPS LCD, mức độ điểm ảnh là 401 PPI. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt lên tới là 90,8%. Màn hình của sản phẩm này thì nó sẽ có tần số quét cao nhất là 90Hz. Tuy nhiên thì nó sẽ có 5 cấp độ tần số quét, bao gồm 30Hz này, 48Hz, 50Hz và 60Hz. Ở trong phần cài đặt của cái chiếc máy này thì nó sẽ có tùy chọn chỉ là 60 hoặc là 90Hz mà thôi. Còn lại nếu như mà các bạn để cái chế độ tự động ấy thì nó sẽ tự động chọn cái tốc độ làm tươi màn hình tốt nhất cho từng ứng dụng. Về trải nghiệm hiển thị thì về màu sắc mình thấy lên khá là ổn. Tuy nhiên thì nếu như mà xét trong tầm giá này thì nó thuộc dạng là bình thường thôi, cũng không quá nổi trội cho lắm. Góc nhìn màn hình ý thì cũng khá là ok. Tuy nhiên thì cái độ sáng màn hình của nó thì chỉ đạt được ở mức là 480 nit mà thôi. Vậy nên là các bạn có thể nhìn thoải mái ở trong nhà. Tuy nhiên thì nếu như các bạn sử dụng ngoài trời thì nó lại hơi thấp một chút. Có một nhược điểm ở trên màn hình IPS LCD có tần số quét cao lại còn bị đục lỗ nữa thì nó sẽ có hiện tượng đó chính là bị thâm đen một chút ở khu vực đục lỗ ở cụm camera. Ngoài ra ở các góc thì nó cũng sẽ bị hơi thâm quầng đen một chút. Tiếp theo thì về phần cấu hình của sản phẩm này thì sao? Về cấu hình thì cái chiếc Realme 9i này nó sẽ đi
kèm với con chip đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 680. Đây là một chip đầu 6 khá là mới đến từ Qualcomm. Đi kèm với dụng RAM thì có hai phiên bản bao gồm 4 hoặc là 6GB, bộ trong là 128GB. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có công nghệ RAM ảo, nó sẽ lấy thêm khoảng 1 này, 2 này hoặc là 3GB để làm bộ nhớ RAM, giúp máy có thể có những trải nghiệm mượt mà cũng như là đa nhiệm nó tốt hơn. Với phiên bản RAM 4GB này thì mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái tính năng này khá là hữu ích, đúng không? Khi mà 4GB rồi, cộng thêm 1GB là 5GB này, 2GB là 6GB, 3GB là lên tới 7GB. Đây là cái tính năng khá là hay đến từ Vivo cũng như là Oppo. Nó sẽ sử dụng một phần từ bộ nhớ trong để tăng dụng RAM. Tuy nhiên thì cái chuẩn RAM chỉ là DDR4X mà thôi, và bộ nhớ trong là US 2.2, có thể mở rộng dung lượng lưu trữ lên tới là 1TB. Về pin thì nó sẽ đi kèm với viên pin có dung lượng lên tới là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 33W với cục sạc đi kèm theo máy. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên các giao diện Realme UI. Đây, mình sẽ vào phần giới thiệu điện thoại nhé. Hiện tại thì nó đang được chạy ở phiên bản Realme UI V2.0, được tùy biến ở trên phiên bản Android là Android 11. Chiếc máy mình đang có trên tay đây là phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong cũng là 128GB. Ok, vừa rồi thì mình và bạn đã cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh về chiếc Realme 9i. Và đây là một chiếc smartphone tầm trung khá là ngon đến từ Realme. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một thiết kế khá là bóng bẩy. Trong tầm giá này thì khó có thể đòi hỏi được một sản phẩm chính hãng mà có thiết kế mặt lưng kính hoặc là khung viền bằng kim loại. Mặc dù được làm từ nhựa nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện của chiếc máy này nó khá tốt, không hề tạo cho mình cảm giác ọp ẹp. Cái thứ hai đó chính là màn hình có tần số quét cao 90Hz cho trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, độ phân giải là Full HD cộng. Nhược điểm đó chính là độ sáng của nó không được cao. Cái thứ ba đó chính là một cấu hình tốt với con chip Snapdragon 680, một con chip đầu 6 mới đến từ Qualcomm. Và cái thứ tư đó chính là viên pin dung lượng lớn là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 33W. Ngoài ra nó còn hỗ trợ chúng ta một cụm camera chính có độ phân giải lên tới là 50MP. Với tầm giá khoảng 6,5 triệu đồng thì đây là một sản phẩm chính hãng mình thấy là mua được. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Realme 9i này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.